an ninh toàn cầu đã đạt mức độ nguy hiểm mới và rất khó để đoán định những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Luôn định vị mình là quốc gia ở tuyến đầu Trung Đông, đứng lên chống lại Mỹ và Israel, liệu Iran sẽ thận trọng trong những bước đi tiếp theo hay là kiên quyết động binh khoét sâu thêm mối thâm thù kéo dài hàng chục năm với Tel Aviv? Chỉ biết rằng bóng đen đang lan rộng và bao trùm khắp Gaza. Vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran càng có thể đó là giọt nước tràn ly, làm thay đổi cán cân tình hình vốn rất mong manh ở khu vực. Và đúng như dự đoán thì sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Iran đã khởi đầu cuộc tấn công trả đũa vào Israel. Câu hỏi đặt ra là hiện nay quân đội Iran có gì mà phương Tây ngại đối đầu? Và Iran đã nêu lý do về hành động tấn công Israel như thế nào? Để trước khi vào nội dung chính video, xin mời quý vị hãy like, chia sẻ video, đăng ký ủng hộ ekip. Còn bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Như các thông tin, truyền thông đã đưa tin, vào sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Iran đã khởi động cuộc tấn công trả đũa vào Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thông báo về việc phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa tầm xa vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đồng thời, quân đội Israel xác nhận rằng Iran đã phóng máy bay không người lái UAV hướng về phía Israel. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, tức là khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Dự kiến các máy bay không người lái của Iran sẽ tiếp cận không phận Israel sau khoảng 2 đến 3 giờ. Trên đài phát thanh Israel thông báo rằng đã áp đặt lệnh cấm bay trên toàn bộ không phận của họ. Trước đó vào tối ngày hôm qua, lực lượng phòng vệ Israel đã khẳng định rằng hàng chục máy bay chiến đấu của Iran đã được xuất kích và đang bay trên bầu trời để chuẩn bị cho cuộc tấn công từ Iran. Trong phản ứng mới nhất của chính quyền Mỹ, người phát ngôn từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nhận định rằng cuộc tấn công Iran có thể kéo dài trong vài giờ. Quân đội Israel đã xác nhận rằng Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái hướng về phía lãnh thổ của họ. Và trong đêm ngày hôm qua, nội các chiến tranh Israel đã tổ chức phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về các biện pháp đối phó. Trong những năm gần đây, và đặc biệt là những tuần gần đây, Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran. Trong khi đó thì truyền thông Iran thông tin rằng đợt tấn công chính sẽ bắt đầu ngay sau khi các máy bay không người lái tiếp cận lãnh thổ Israel trong đợt đầu tiên. Đáng chú ý, một số thông tin khu vực cho biết các nhóm vũ trang ủng hộ Iran tại Liban, Syria, Iraq và Yemen cũng tham gia vào cuộc tấn công. Cùng lúc đó thì truyền thông khu vực cho biết nhiều nhóm vũ trang đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Israel. Động thái quân sự từ các quốc gia có các nhóm vũ trang thân Iran nhằm vào Israel được ghi nhận ngay lập tức khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo về việc tiến hành một cuộc tập kích lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel. Cuộc tấn công này được thực hiện nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán của Iran tại Syria vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Ngay sau khi hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa của Iran được phóng vào lãnh thổ Israel, Tổng thống Mỹ Biden đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu thế giới đánh giá tình hình. Và ông cam kết sẽ sát cánh cùng Israel bằng mọi cách khả dĩ trước các cuộc tấn công của Iran. Trên mạng xã hội, ông Biden đã chia sẻ thông tin: "Tôi vừa kết thúc cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia để cập nhật về các cuộc tấn công của Iran vào Israel. Cam kết của chúng tôi với an ninh của Israel trước các đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là không thay đổi." Trong khi đó, chính phủ Anh đã thông báo rằng họ đang triển khai thêm máy bay chiến đấu đến khu vực Trung Đông và sẽ can thiệp để ngăn cản các cuộc tấn công trên không khi cần thiết sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Bộ Quốc phòng Anh phát biểu để đối phó với các đe dọa từ Iran và nguy cơ leo thang ngày càng căng thẳng ở Trung Đông. "Chúng tôi đã hợp tác với các đối tác trong khu vực để giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo." Bộ Quốc phòng Anh cũng thông báo về việc chuẩn bị máy bay phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân của Hoàng gia Anh đến khu vực. Đức cũng đã cảnh báo về việc nguy cơ hỗn loạn nếu một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ngoại trưởng Đức Lena Baerbock đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công và kêu gọi Iran dừng ngay lập tức, khẳng định Berlin sẽ luôn ủng hộ Israel. Có thể nói, cuộc tấn công hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào đêm ngày 13 tháng 4
là một sự leo thang lớn trong cuộc chiến kéo dài giữa hai bên trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel, một hành động được cho là đầy mạo hiểm sau hàng loạt đe dọa trả đũa từ Iran sau cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4. Và vài giờ sau, khi phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel, giới chức Iran tuyên bố kết thúc đòn đáp trả. Về phần mình, quân đội Israel khẳng định hành động đáp trả của nước này với cuộc tấn công trả đũa của Iran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Và thông báo trên mạng xã hội, theo giờ địa phương, ngày 14 tháng 4, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định đòn tấn công trả đũa của cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria ngày 1 tháng 4 đã kết thúc. Tuy nhiên, thông điệp đồng thời nêu rõ nếu Israel tiếp tục phạm sai lầm, đòn giáng trả tiếp theo của Iran sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, phái đoàn Iran cũng cảnh báo Mỹ tránh xa cuộc xung đột hiện nay. Về phần mình, quân đội Israel xác nhận Iran đã phóng hơn 100 UAV cùng một số tên lửa trong cuộc tấn công nước này. Phần lớn số vũ khí trên đã bị lực lượng Mỹ và Anh tại khu vực bắn hạ trước khi chúng tiếp cận không phận Israel. Vậy Iran đã đưa ra lý do như thế nào về cuộc tấn công Israel? Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng nếu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria và sau đó truy tố thủ phạm thì có lẽ đã tránh được việc Iran trả đũa Israel. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 tuyên bố rằng hành động quân sự của nước này chống lại Israel dựa trên điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để đáp trả vụ tấn công đẫm máu gần đây của Tel Aviv vào cơ sở ngoại giao của Iran, thủ đô Damascus, Syria. Trong tuyên bố được hãng tin chính thức IRNA trích dẫn, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc viện dẫn điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép phòng thủ hợp pháp để bảo vệ hành động tấn công trả đũa của mình bằng máy bay không người lái nhắm vào Israel đêm ngày 13 tháng 4. Tuyên bố đề cập đến việc ba nước Mỹ, Anh, Pháp cũng như các đồng minh không những không lên án vụ việc Israel tấn công tòa nhà lãnh sự của Iran ở Syria mà còn ngăn cản việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra tuyên bố về vụ tấn công này. Và đây cũng có lẽ là lý do giọt nước tràn ly và để rồi Iran lập tức tấn công và xung đột xảy ra tại Israel. Và điều nhiều người quan tâm nhất có lẽ là muốn tìm hiểu sức mạnh quân đội Iran có những gì mà dám đối đầu với cả phương Tây. Có thể nói, dù đã xem Iran như cái gai trước mắt từ lâu, nhưng phương Tây vẫn muốn tránh đụng độ trực tiếp với quân đội Iran, một trong những thế lực quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Theo như báo New York Times ngày 12 tháng 4, dẫn lời ông Ottova, phó giáo sư về các vấn đề an ninh quốc phòng tại trường đào tạo sau Đại học của Hải quân Mỹ cho rằng, có lý do mà đến nay Iran vẫn chưa bị tấn công, không phải là do các đối thủ của Iran sợ họ, mà là vì nước ấy nhận ra một cuộc chiến với Iran sẽ là một cuộc chiến cực kỳ nghiêm trọng. Phát ngôn trên phản ánh đúng cách mà Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây nhìn nhận Tehran, một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất Trung Đông. Sau khi vụ không kích được cho là của Israel nhắm vào tòa nhà lãnh sự bên trong đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria, Iran đã phản ứng bằng lời đe dọa trả đũa, trả thù cho các tướng lĩnh và quân nhân thiệt mạng. Giới chức Mỹ và Israel đánh giá rằng phản ứng của Iran có thể sẽ được tiến hành từ các lãnh thổ nước này. Đó cũng là những gì mà người Iran đã làm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump ra lệnh ám sát tướng Soleimani của Iran vào năm 2020. Iran đã bắn tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và làm tổn thương hơn 100 lính Mỹ. Các chuyên gia Israel tuyên bố họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran bằng một đòn phản công. Điều này có thể khiến Iran trả đũa nhiều hơn và có thể khiến đối đầu trở thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Thậm chí có khả năng một cuộc xung đột kiểu đó sẽ kéo theo sự can dự của Mỹ, mặc dù Washington đã nói rằng họ không liên quan gì đến vụ tấn công Damascus. Vậy lực lượng vũ trang của Iran hùng mạnh như thế nào? Theo đánh giá hàng năm, vào năm ngoái của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, lực lượng vũ trang Iran nằm trong số những lực lượng lớn nhất ở Trung Đông, với ít nhất 580 quân nhân đang tại ngũ và khoảng 200.000 quân nhân dự bị đã qua đào tạo, thuộc quân đội truyền thống và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Cả quân đội và vệ binh cách mạng đều có các lực lượng lục quân, không quân và hải quân riêng biệt và đang hoạt động. Trong đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo chịu trách nhiệm về an ninh biên giới của Iran, Bộ Tổng tham mưu và các lực lượng vũ trang điều phối các quân chủng và đề ra chiến lược tổng thể. Lực lượng vệ binh cách mạng còn điều hành một đơn vị tinh nhuệ, phụ trách trang bị vũ khí, huấn luyện, hỗ trợ mạng lưới các nhóm vũ trang ủy quyền trên khắp Trung Đông
được gọi là trục kháng cự. Các lực lượng dân quân này bao gồm Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, các nhóm dân quân ở Syria và Iraq, nhóm Hamas và Islamic Jihad ở Gaza. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran là lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người đưa ra tiếng nói cuối cùng đối với mọi quyết định lớn. Mặc dù các lực lượng dân quân ủy quyền không được tính là một phần lực lượng vũ trang Iran, nhưng các nhà phân tích nói rằng họ được coi là một lực lượng đồng minh trong khu vực, sẵn sàng chiến đấu, được trang bị vũ khí mạnh mẽ và trung thành về mặt tư tưởng và có thể hỗ trợ Iran nếu bị tấn công. Nhiều chuyên gia quân đội tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Berlin cho rằng mức độ hỗ trợ và các loại hệ thống mà Iran cung cấp cho các tổ chức phi nhà nước thực sự chưa từng có về máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chúng có thể được coi là một phần trong khả năng quân sự của Iran, đặc biệt là Hezbollah, nhóm có mối quan hệ chiến lược thân thiết nhất với Iran. Vậy Iran có những loại vũ khí như thế nào? Trong nhiều thập kỷ, chiến lược quân sự của Iran tập trung vào răn đe, ưu tiên phát triển tên lửa tầm xa và chính xác, máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Họ đã xây dựng một đội xuồng cao tốc lớn và một số tàu ngầm nhỏ có khả năng làm gián đoạn giao thông vận tải và nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu đi qua vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Hiện nay Iran sở hữu một trong những kho vũ khí tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái lớn nhất ở Trung Đông. Số này bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, cũng như tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000m. Chúng có năng lực và tầm bắn để tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông, bao gồm cả Israel. Trong những năm gần đây, Tehran đã tập hợp một lực lượng máy bay không người lái với tầm hoạt động khoảng 1.900 đến 2.300 km và có khả năng bay thấp để tránh radar. Iran không giấu giếm việc nỗ lực tăng cường quân sự, công khai kho máy bay không người lái và tên lửa trong các cuộc duyệt binh, đồng thời có tham vọng xây dựng một ngành kinh doanh xuất khẩu lớn về máy bay không người lái. Các chuyên gia cho biết các căn cứ kho chứa vũ khí của Iran nằm rải rác chôn sâu dưới lòng đất và được tăng cường phòng không, khiến chúng khó bị tiêu diệt bằng các cuộc không kích. Vậy Iran lấy vũ khí từ đâu? Các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến Iran không tiếp cận được với các vũ khí công nghệ cao và thiết bị quân sự được sản xuất ở nước ngoài như xe tăng và máy bay chiến đấu. Trong cuộc chiến kéo dài 8 năm của Iran với Iraq vào những năm 1980, rất ít quốc gia sẵn sàng bán vũ khí cho Iran. Khi ông Khamenei trở thành lãnh đạo tối cao của Iran vào năm 1989, một năm sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã ủy quyền cho lực lượng vệ binh cách mạng phát triển ngành công nghiệp vũ khí nội địa và đổ nguồn lực vào nỗ lực này. Điều này đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Iran. Ông Khamenei muốn đảm bảo rằng Iran sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào các cường quốc nước ngoài cho nhu cầu phòng thủ của mình nữa. Các chuyên gia cho biết ngày nay Iran tự sản xuất một lực lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái trong nước và ưu tiên sản xuất quốc phòng. Những nỗ lực sản xuất xe bọc thép và tàu hải quân lớn của nước này đã đạt được nhiều kết quả khác nhau. Iran cũng nhập khẩu các tàu ngầm nhỏ, đồng thời mở rộng và hiện đại hóa hạm đội sản xuất trong nước. Với những sức mạnh đó, nhưng sức mạnh quân sự của Iran vẫn có rất nhiều điểm yếu. Theo giới chuyên gia, quân đội Iran được đánh giá là một trong những đội quân mạnh nhất khu vực về trang bị, sự gắn kết, kinh nghiệm và chất lượng nhân sự, nhưng lại thua xa sức mạnh và sự tinh nhuệ với lực lượng vũ trang Mỹ, Israel và một số nước châu Âu. Điểm yếu lớn nhất của Iran là lực lượng phòng không. Phần lớn máy bay của nước này có niên đại từ thời Pahlavi, người lãnh đạo Iran từ năm 1941 đến năm 1979. Và nhiều chiếc đã không thể hoạt động vì thiếu phụ tùng thay thế. Các chuyên gia cho biết nước này cũng đã mua một đội tàu nhỏ từ Nga vào năm 1990. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá xe tăng và xe bọc thép của Iran đã cũ và nước này chỉ có một số ít tàu hải quân lớn. Vậy các cuộc tấn công trong những năm vừa qua có làm gián đoạn hoạt động của quân đội Iran hay không? Các vụ tấn công và ám sát được cho là do Israel tiến hành chỉ có tác động ngắn hạn đến các hoạt động trong khu vực của Iran, khi loại bỏ các chỉ huy có nhiều năm kinh nghiệm và có mối quan hệ với những người đứng đầu lực lượng dân quân đồng minh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chuỗi chỉ huy của các lực lượng vũ trang bên trong Iran vẫn còn nguyên vẹn và đó sẽ là những người chỉ đạo các cuộc tấn công tiềm tàng vào Israel hoặc các mục tiêu khác và bảo vệ lãnh thổ Iran nếu chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, lợi thế về quân số và am hiểu về địa hình, địa vật vẫn khiến Iran là một đối thủ đáng gờm của phương Tây tại Trung Đông. Với vị trí chiến lược của khu vực này, với chuỗi cung ứng toàn cầu, cả thế giới đều không muốn thấy viễn cảnh cuộc đụng độ có thể sắp nổ ra giữa hai thế lực vì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới. Như chúng ta đã biết, Iran là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nay đã tham gia trực tiếp vào xung đột Israel. Các chuyên gia dự báo việc này sẽ đưa giá dầu sớm quay trở lại mốc $100 trên một thùng.
trong ngày 12 tháng 4 do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã khiến giá dầu tăng 1% trong phiên giao dịch cuối của tuần do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Dầu thô Brent đang ở mức 90,45 USD trên một thùng, dầu thô WTI tăng lên 85,66 USD trên một thùng. Theo hãng tin Reuters, tác động của cuộc xung đột Iran-Israel với thị trường dầu mỏ toàn cầu là rất lớn, vì bất kỳ nguy cơ gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể dẫn đến tăng giá. Trước đó, cuộc chiến đang diễn ra ở dải Gaza giữa Israel và Hamas cũng ảnh hưởng đến giá dầu, dù không đáng kể, bất chấp cường độ xung đột ở Gaza, dầu thô Brent vẫn ổn định ở mức khoảng 80 USD trên một thùng. Tuy nhiên, việc Iran tấn công Israel sẽ tăng thêm áp lực, khiến giá dầu thô có thể tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông trong vài tuần gần đây, giá dầu thô kỳ hạn chuẩn của Mỹ tăng 5% và giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng gần 6%. Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng nếu cuộc tấn công của Iran dẫn đến một cuộc chiến tranh dầu lớn, phí bảo hiểm rủi ro sẽ tăng 5-10 USD trên một thùng, khiến giá có thể tăng lên 100 USD trên một thùng. Và vũ khí bí mật của Iran đó là khả năng phong tỏa eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz là tuyến đường biển giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, là điểm vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới. Trong nửa đầu năm 2023, lưu lượng dầu qua eo biển này đạt trung bình 21 triệu thùng trên một ngày, chiếm 21% lượng tiêu thụ dầu mỏ dạng lỏng toàn cầu. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.